Chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh thanh của Xuân Đỉnh Audio. Buổi trưa hôm nay là ngày 24 tháng 10, là ngày chủ nhật nên Xuân Đỉnh quyết định dọn dẹp lại cửa hàng cũng như bày trang trí lại cho nó đẹp hơn. Và Xuân Đỉnh sẽ bán xả kho, thanh lý một số những cặp loa bát, loa chung, loa tép rời. Toàn bộ đều là hàng bãi Nhật nguyên zin. Mức giá thì khá là mềm mại. Bác nào đang có nhu cầu muốn dựng thùng thì đây là một trong những cái cặp loa phải nói rất là chất lượng để phục vụ cho các bác nên thùng nó sẽ được hay hơn. Đầu tiên thì Sơn Đình sẽ bán cho các bác đó là cặp loa Victor SX5. Đây là cặp loa bát của Victor SX5 các bác nhé. Bát của nó là bát 20 năm. Gân của nó là gân vải đỏ tẩm dầu đây. Màng của nó là màng giấy. Rốn của nó là rốn vải. Đấy. Loa còn nguyên zin tuyệt đối, còn đủ cả cái vành này luôn. Bát 20 năm các bác nhá. Củ loa rất là gấu này, củ to vật vã luôn. Xương vàng óng. Cặp loa này thì hôm trước Xuân Đình đã bán mức giá là 2 triệu, hôm nay bán xả cho các bác chỉ có 1 triệu 500 nghìn đồng. Đấy. 1 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Bát của nó là bát 20 năm. Loa còn đẹp và còn nguyên zin. Dòng này thì nó thiên về tiếng bát đánh rất là tốt. Đặc trưng của dòng Victor hàng bãi của Nhật. Mức giá là 1 triệu 500 nghìn đồng. Đây là cặp loa bass Victor của hãng của model của nó là SX5. Đấy. Tiếp theo thì đây là một cặp bass 30. Dòng này thì của hãng con này là loa của hãng Aurex thì phải. Đấy. À không. Đây rồi mình sẽ lật cái củ loa này là sẽ nhìn thấy rõ luôn cái thương hiệu của nó. À, con này của hãng Technic các bác nhá. Củ đây các bác có thể nhìn thấy rõ này. Bát 30 củ nó rất là to. Của hãng Technic, con này là Technic SB660. Đấy là cái model của cái cặp loa này. Bát của nó là bát 30. Gân của nó là gân mút xốp và dòng này thì rất là bền. Màng của nó là màng giấy. Rốn của nó là rốn giấy luôn này. Đấy. Dòng này là bát 30. Nếu như cái cặp loa Technic SB660 thì giá thị trường nó khoảng 10 triệu. Đấy, Xuân Đình bán cho các bác thanh lý cặp của loa này. Đợt trước thì Xuân Đình có bán mức giá là 2 triệu 7. Hôm nay thì bán xả luôn cho các bác còn 1 triệu 8 này. Loa nguyên zin tuyệt đối. Cái màng này thì nó gọi bẩn ố theo thời gian thôi. Nhưng ngược lại cái chất lượng về cái dòng loa này thì rất là tuyệt vời. Bát nó đánh rất là hay nha. Loa thì còn nguyên zin và rất là mềm mại. Đấy. Cách trong khi bán cái loa bát này thì Xuân Đình cũng chia sẻ một số kinh nghiệm để cho các bác biết thêm về loa. Nếu như các bác để ý những cái cặp loa của nhà mình nó có bị rè hay gọi là thường bị sắt cốt ấy, thì các bác đưa năm cái đầu ngón tay này cân đối vào giữa cái rốn loa và các bác ấn nhẹ nhàng. Nếu như mà nó có cái cảm giác có cái sạn giống như kiểu là cái hạt cát ấy thì đấy là loa đang bị sắt cốt. Thì cái đấy thì các bác có thể là mang ra thợ để người ta kiểm tra, người ta sẽ cuốn lại hoặc là sẽ đặt lại. Vì cũng có thể là lâu ngày cái nhện nó bị ải thì nó sẽ bị trùng. Đấy là cái mà Xuân Đình muốn chia sẻ cho các bác để các bác có kinh nghiệm về thử loa của mình. Nhớ là đặt 5 đầu ngón tay cân đối vào giữa 5 cái rốn loa, sau đó ấn nhẹ nhàng thì các bác sẽ cảm nhận được nó rất là dễ. Cặp loa Technic Bass 30 Xuân Đình bán xả cho các bác mức giá là 1 triệu 8, củ loa to vật vã nhé. Hôm nay đánh tiếng bass rất là hay. Còn sang bên này thì nó là hai cặp loa chung và một cặp loa tép. Thì cặp loa chung này nó là của cặp loa Diatone 37 73 mắc D mắc đôi đây. Đấy. Loa xương đúc. Cặp này đợt trước Xuân Đình đã bán là 1 triệu 2. Thì hôm nay Xuân Đình bán thanh lý cho các bác là 800 nghìn đồng. Loa cũng còn nguyên zin. Rốn của nó là rốn rốn của nó rốn kim loại này, bằng màu đồng vàng óng này. Đấy. Loa nguyên zin các bác nhé. Đây là loa chung. Bát của nó là bát 14 thì phải. Bát của nó là bát 14. Còn đây nữa là một cặp loa chung nữa. Chung này là chung đôm của hãng Koran, hàng Japan luôn này. Các bác thấy cái củ loa chung nó có thấy vật vã. Chất âm của dòng này thì rất là nổi tiếng rồi. Koran này là Koran DX7 sao. Của chung này rất là gấu. Cặp chung Koran này thì mức giá là 1 triệu đồng.
Còn cuối cùng thì nó là cặp loa tép, đây cũng là tép của hãng Koran luôn. Đấy. Tép này thì nó thực dạng là tép titan dốn màng kim loại đây này. Làm này cái tiếng tép nó rất là mảnh, nó rất là sáng. Đấy. Củ rất to, nó là tép xuyên đúc luôn này. Koran của Japan. Cặp tép này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 700.000 đồng. Tất cả những sản phẩm này thì nó đều có tên. Đây là loa tép Koran mức giá 700. Đây là loa chung của hãng Koran có mức giá là 1 triệu. Cặp loa chung của Diatone có mức giá là 800.000 đồng. Cặp loa bát của hãng Technic SB660 có mức giá là 1 triệu 8 bát 30. Và cặp Victor loa bát SX5 với mức giá là 1 triệu rưỡi. Chi tiết cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số tận 0395727582. Và những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào các bác. Hẹn gặp lại vào clip buổi tối ngày hôm nay. Xin chào.